Hello, xin chào mọi người ha. Hôm nay thì do mình khá là bận nên không thể ra được Ark Survival. Nhưng bù lại thì mình lại ra cái tựa game Dune Survival tập 2. Hy vọng cái tập này sẽ là hay cho các bạn. Hôm trước là mình dùng bản mod của cái này, nhưng hôm nay mình chơi cái bình thường. Cái bình thường này thì chẳng có gì hết. Mình rất là yếu và rất là yếu luôn. Mình đang mè chém con ngựa đây. Hình như mình khom mà nó không thấy mình hay sao á. Thì ra là vậy. Lượm coi. Ấy. Ơi, bỏ gì ta? Thịt vô với thịt không được. À được nè. Lấy thịt đi ha. Ăn cái này vô. Ăn xò vô. Ok, lên được 71 luôn rồi. Ê, mình bị khát nước. Ủa khát nước là sao? Lấy cái gì trời? Vô inventory full, full rồi. Dùng cái gì đây nhờ? Cái này à, hay dùng cái này đi. Mình lượm 3 trái xoài. Hình như mình ăn xoài vô là nó mất nước á. Đúng rồi, ăn xoài vô là mất nước rồi. Sao ta? Mình phải chế cái ba lô. Ba lô yêu cầu level 2. Ok, đi chém mấy con kia nhiều nhiều cái nữa để cho mình level 2 ha. Đi từ từ thôi, nó không biết mình. Đó. Một cái là khỏi liền. Ôi, tàn da với thịt không mà. Ở dưới mình làm cái rương sao ta? Cái rương cũng cần level 2 luôn. Đậu xanh đó. Cái gì vậy? Hello nữa chứ. Mày hello gì? Ăn nó bạn sẽ mạnh hơn. It be and you will be stronger. Là khi mình ăn cái này mình sẽ mạnh hơn. Later đi. Coi trong cái hòm này có cái gì. Ui, cái áo nè. Từ từ đi. Ê, mình để đồ ở đây được mà phải không? Đúng rồi, vậy bỏ bớt đồ ở đây đi. Đúng rồi, chúng ta đi lượm thêm đồ nào. Ê, mặc cái áo vô, mặc cái áo vô, quên. Mặc cái áo vô. Mặc cái áo, lấy cái dao Thái Lan. Cái dao này chắc mạnh hơn cái dao kia. Ơi, yếu hơn. Ơi, cái dao kia mạnh hơn. Thôi, vậy cất bớt cây dao lại đi. Thôi, cất cây dao đó ở nhà đi. Cất lại. Thì thôi, câu khác rồi. Đỡ bị lạnh. Bây giờ mình cần đó là kiếm nước. Nước ở đâu ta? Thôi, đi đi giết ngựa để lên level 2 cái. Mình làm cái ba lô. Chết rồi, mình đang bị chết rồi, nước ở đâu ra trời. Đi chạy ra ngoài đó, để mình chạy ra ngoài mình đi kiếm nguồn nước thử coi có nguồn nước không. Ủa không có nước sao uống trời. Chết. Ơi, mình không có nước sao mình sống ta. Căng người ta. Chết rồi, cái màn làm nước thì mình chưa biết. Để mình coi mấy cái này coi, có cái nào để chỉ làm nước không. Nè, rain catcher nè. Hứng mưa, cái đồ hứng mưa. Ê ơi, khó trời. Cái này hơi khó luôn á. Chơi mà kiểu sinh tồn đúng chất khó luôn. Nay mình chơi cái bản rồi, chắc chuẩn bị mình nằm nữa rồi. Trước khi nằm đi cất đồ đó. Xác nhận rồi, chuẩn bị nằm rồi đó. Ai cất đồ vô rồi chết. Rồi hơi té xuống đi anh ơi.
không á. Mình chưa biết kiếm cái nguồn nước ở đâu á. Nếu mình chơi cái bản hack kia thì nó không có hay, chơi bản này thì nó hay hơn. Ở mình chơi mình sống lại rồi, mình qua mình lượm đồ thôi. Có cái bộ nữa kìa. À, vậy thôi đơn giản. Check on. Giờ chế cái ba lô hơi bị khó luôn, phải đi giết thêm động vật đó. Con này chưa thu hoạch nè. Biết mà. Đi chặt tre ha, chặt tre chứ ta. Ê, có con khủng long. Mày hả mày? Ông nào đây? Ông người chơi nào đây? Ồ. Tới dân hiến hả? Thằng này ngon. Được. Ông tới ông dân hiến cho mình trời. Đang thiếu ba lô. Tới chém như thiệt. À, mày lấy cục đinh của mày, tao không lấy cái da nữa. Ôi, lấy cái này. Cái bà bô mình kiếm dễ. Nhà mình ở đâu ta? Mình dĩ giờ sao mình cất ở trong nhà được trời. Nguy hiểm nha, tự nhiên có một ông nào nhào vô chém mình như thiệt luôn. Đó, Babo farm dễ. Stone à. Còn gì mèo, để lấy coi. Quên em lấy trong bỏ rương được mà. Ngu thế. Mình có cái áo này mình chưa có sợ chết đâu. Cái này bây giờ mình có đồ rồi. Mình sẽ cất đồ ở đâu ta? Mình đang phân vân giữa cái việc mà nhà của mình cất ở đâu, cất đồ ở đâu đây. Để mình chui ra coi. Nó phải có một vùng đất riêng cho mình chứ. Chứ mình xây nhà thì tụi nó vô nó cắp đồ của mình sao? À, chắc nhà đối thủ kế bên ở đây. Đây là nhà của mình rồi. Nó chạy qua nhà mình để nó cắp đồ. Ôi, thằng này gan to. Đúng rồi, nó ghen mắt to luôn á. Cái nhà này của mình mà nó chạy qua nhà mình nó cắp đồ. Biết cái rương này nó có mở được không ta? Để mình xây nhà coi. Chết cha, xây cửa không vậy? Ôi chết rồi, hết hết ba bô rồi. Đâu cũng là cửa. What the hell. Đi chặt tre. Đi lượm ít bamboo. Đâu cũng là cửa hết khắp thiệt. Từ game này nó cũng hay đó. Chết là hủy sao ta? Hủy sao trời. Một cái cửa thôi. Chơi tôi xây lộn. Đấy. Rồi, được rồi. Cất nhà ở đây chắc nó không bằng trộm của mình đâu. Mình coi. Mình sẽ làm cái rương. Đúng rồi cái rương. Cái rương thiếu gỗ. Chết rồi, thiếu gỗ mà hình như ở trong đây mình còn sao? May quá, có đủ gỗ rồi. Mình nghĩ là nó bay qua nhà mình ăn trộm đồ quá, sợ quá. Crash. Đâu rồi? Đó, cất đồ vô. Ngay cái kèo này nè. Bị
ăn trộm quá. Cái này cất vô đi, cái đồ đập đá để cất vô luôn. Đó, cất cái này vô. Cất sò vô luôn đi. Thế này mình bị quýnh cho coi. Không có đường trở về đâu. Đi kiểu này là... Rồi, mình nghĩ giày là ok rồi đó. Mình coi trên người mình có gì. Rồi, chém nhau thôi. Đi thôi, không sợ gì hết. Cứ bình tĩnh mà đi mà chém thiên hạ. Chém nó cũng chém mình được mà, quên. Legion. Đây nè, mình thấy cái chỗ này. Ôi, rên tốn hết quá trời energy luôn kìa. Nếu mình chơi bản chơi bản hack á, thì mình đi qua mình học tốn nhiên liệu á, mình đầy đồ luôn. Chơi vậy thì nó hơi chán chán chút để mình trải nghiệm ra đó. Nhưng nó khó quá, mình hãy nghĩ tới cái đường chi tiếp trên cái phiên bản mà mình muốn đồ nào là mình có đồ đó luôn á. Udu, á trời ơi, nhà hàng này ngon vậy. Yêu cầu request hatchet cái ê nhà này ghê ta. Ấy dạ, ở tôi đi ngang tôi đi thăm thôi mà, làm gì mà làm mấy người cha. Sao vô ta, sao vô ta. Đúng rồi, đúng rồi, mình sẽ về mình chế cái hatchet này, cái này là cái búa nè. Ôi, ôi, thằng này xây dựng ghê trời. Trời ơi, xây dựng gì mà nhìn phê. Ghê đấy, cũng ghê đấy. À, cái game này mình thấy khá thú vị vậy đó. Ê, hình như thịt này là thịt phơi khô phải không? Pocket là sử dụng coi. Thơm, thơm như mít. Thơm như mít đây, gọi là thơm như mít. Để coi nó còn giấu cái giọng này không. Không có giấu gì, thằng này lành quá. Để mình đi chế cái này coi. Mình cần một gỗ nè, một gỗ, ba đá, một tre, một lá. Ok, đi về thôi, đi về thôi. Đi về chế cái rìu qua chặt nhà đó, cấp đồ nhà nó mấy bạn ơi. Về, về. Trời ơi, đi qua lại muốn chết luôn rồi trời. Rồi, đi qua lại cái hết clip luôn rồi. Ơi, chắc bữa sau chơi cái phiên bản kia mình xây nhà chơi cho vui quá. Cái phiên bản này nó bị hạn hẹp rồi. Mình chỉ muốn làm clip chơi cho nó vui thôi chứ. Mà kiểu mà cày cuốc cái game mình chơi điện thoại là nó bắt mình nạp tiền dữ lắm. Ôi, thanh niên xây nhà đẹp quá ta. Mà trước khi chơi cái đó thì mình đã, mình nghiên cứu đó chứ. Nãy hồi nó quan trộm nhà mình nè. Mình có gì ta? Giờ mình có đồ đập đá mà sao mình đập gỗ được ta. À đúng rồi, mình có cái dao. Có cái dao này, không biết có làm nên trò trong công sự gì học đây. Ây da. Không được rồi. Ây, có làm cái này khó quá. Làm này cần một gỗ luôn, gỗ này. Gỗ này mình chưa làm được. Cái này là chặt đá rồi. Có cái nhặt gỗ đâu mà chặt ta. Đây nè. À, ngu ghê thiệt chứ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi, bây giờ mình cần một cái lá, một đá, một bamboo. Đây rồi. Cái lá hả? Cái lá là cái này nè. Rồi, bây giờ một cục đá nó là ok. Đây. À, quên, hai cục đá nữa.
Rồi, ok, chế được rồi. Đấy. Đấy, ba gỗ luôn. Quá thơm, quá thơm. Cất cất gỗ bớt vô nhà đi. Mình qua bên nhà thanh niên đó mình chặt thử coi. Coi có gì hot. Cất bớt đồ ở nhà đi, thịt thuộc đồ cất hết đi, lỡ đi không có đường về nữa. Ê, cất lá luôn, cái lá uổng lắm. Thì thôi. Giờ đi qua bên đó là mình phải đi về là tốn quá, cả chì lẫn chài là tới 40. Gì? Trader. Chạy 9 giây, còn đi bộ là 14 phút. Đậu phộng mày, thôi dẹp luôn giùm tao cái. Ui ơi, trời kiểu này là mình đi là mình không có đường về rồi các bạn ơi. Không biết sao đây, thôi kệ đi. Đi qua nhà làng xóm, hàng xóm xem cũng được, coi chặt nhà nó lỡ biết đâu quá trời tài nguyên sao. Mà mình cắp xong xong mình về ta. Này đi ngủ rồi. Này thằng chết cái ghiều nè, tao chặt nhà mày nè. Hết nhiên liệu rồi. Khổ ghê chứ trời ơi. Mới chặt có mấy cái à. Khó quá nha. Là mấy cái trong này, cái game này hay lắm á. Ôi cuốc xịn kìa. Ôi y tế giáp. Trời ơi. Chế lên sọc ginh nữa kìa. Ở chip luôn, làm máy tính luôn, electrolab luôn, phòng thí nghiệm luôn. Belly M4 AVKB. Ôi có Vector đó nè, Vector Stiger AK74 Skyline M14A6 Barrett nữa. Giờ sao về ta? Nhà nó không có cái gì. Giờ mình cất đồ lại ở đây hả? Bữa sau mình vô mình hốt được không ha? Nhà thanh niên này ngon á. Mà giờ thì mình về không được rồi. Đi được mà về không được. Giờ mình về là kiểu sao ta? Đi về là kiểu sẽ bị chắc chắn là sẽ bị không đi được. Tại vì mình đang đi ăn trộm nhà người ta mà. Mình về mình còn có 14 điểm mà sao mình về được. Để mình về thử coi. Kiểu này bỏ xác ở sa mạc luôn rồi. Nãy ngu quá, bỏ khoác đồ hết. 17 điểm ha, đủ được về không ta? Chơi luôn. À về được rồi kìa, về được. Mình mới mua 25 đồng xu, mình được 25 đồng xu rồi, mình chơi luôn. Kể đó, vì sự nghiệp này chơi tới bến luôn. Wow. Rồi, ăn cắp đồ nó được chút. Trời, nó cầm cái búa qua, nó búa nhà mình mấy cái cũng bể cũng vậy. Cầm dao lên tối rồi. Biết có thằng điên nào bay vô nhà mình chặt không? Rồi, quá trời đồ xịn luôn kìa không? Thôi, mình phải đánh lạc hướng tụi nó. Để ở ngoài đây mấy chất. Mình để đồ ngoài đây mấy chất, chứ để trong đó là nó thường quá rồi. Để vậy đi. Ơi trời tối rồi kìa. Ăn cái này vô hả? Có thể ăn được khỉ đâu. Hello, 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 hello mày.
Hello, ở đây mình đi qua trader coi coi cái gì hot không. Cái game này nói chung chơi cũng hay ấy ha. Nhiều em có vẻ thích cái game này, kêu mình làm tựa game này đi. Thì nay mình làm luôn. Metal. Thằng này trader cái nồi vậy ta? Chạy qua coi thử coi. Chơi này cày cũng đuối lắm á chứ bộ. Chơi cái này nó tính theo thời gian á, nếu không có nếu muốn bỏ thời gian mình phải bỏ tiền vô, kiểu như mấy game điện thoại thì nó hút máu lắm. Mấy game điện thoại mà kiểu online á, nó hút một cách tuyệt vời luôn. Vậy đi ông. Trời ơi, ông chơi vậy luôn hả? Răng dinosaurus, ba cái trứng T-Rex, tập nào cũng vậy. Ok, tao chép cái thôi. Mà chép cái nữa là nó đập mình á. Chị đơ gì mà cực quá. Bên đây không có cái nồi gì luôn á. Thì chơi thằng này lỗ vốn quá. Chép cho mày cái nữa. Mà tao về đây. Thôi, đi về, kém nó đủ rồi. Kém cái nữa là nó rút súng mà nó bắn. À, đi qua đi lại tốn hết gần nữa mấy xị máu luôn rồi. Thốn thì thôi luôn rồi đó. Chắc chơi cái bản kia cho dễ các bạn ơi. Chơi bản kia mình chơi từ từ. Cái bản này chơi hạn hẹp quá. Farm cũng được, mình farm là ok, không gì khó. Farm gỗ nè. Để tập sau đi, mình sẽ vô mình farm bài bản nha. Mình chặt cây, farm rừng á. Chứ mình giờ mình thoát ra, mình sợ mấy ông vô mất cấp độ của mình quá. Mình sẽ farm sạch cái map này giống thằng kia luôn. Mình sẽ xây bẫy đồ các kiểu. Cũng hay. Khỏi phải đi đi quý lộn, từ từ quý lộn xong. Bây giờ bí đái quá thì dùng bản kia, dùng kiếm tí độ mà. Được rồi, hôm nay sẽ dừng clip đây với một căn nhà square này. Được rồi, chúc bạn xem video vui vẻ nha. Nếu thấy hay thì ủng hộ cho mình từ game này thì mình sẽ làm một series về game này luôn. Được rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.